em á, thì mình cứ là những single mom tự do xinh đẹp đi. Thích đi shopping á, thì shopping. Thích mua sắm á, thì mua sắm. Chứ làm gì dính vô những người đàn ông khi cho mất sự tự do nữa. Theo tôi á, lúc không á, thì sống một mình thấy thích hơn nhiều. Ừ, thôi quyết định vậy đi ha. Tôi bước vào yêu sợ một ngày đau thương tới. Khi ấy là khi người đã hết yêu tôi rồi. Hình bóng của tôi mờ đi hẳn trong tim người. Để lại bao nhiêu cơn sâu héo trong lòng tôi. Con giới thiệu mẹ, đây là bạn gái của con. Con khéo chọn thế, bạn gái con xinh gái quá con. Thế bé này là ai vậy con? Dạ, đây là con trai của con. Cái gì? Con trai của con à? Chuyện này dài lắm, để con giải thích cho mẹ sau. Không được. Tôi không thể chấp nhận chuyện này. Em à, em để anh khuyên mẹ cho chuyện chúng mình nghe em. Anh xin lỗi. Anh đi về đi. Mẹ anh sẽ không đồng ý em đâu. Để rồi tim tôi âm thầm nức nở. Một mình cô đơn đêm dài xót. Bước vào yêu sợ một ngày đau thương tới. Khi ấy là khi người đã hết yêu tôi rồi. Hình bóng của tôi mờ đi hẳn trong tim người. Để lại bao